Bồ câu hỡi em ơi em có hay, mùa xuân đã giang tay đón mời em, mùa đông giá đi qua rồi đó, hỡi em yêu hãy vào cùng đi yên. Hiền thề hỡi em ơi em có nghe bài tình ca trong đôi mắt đẹp xinh, giọng em nói trông như ngọc quý, hỡi em yêu sao còn ngại chi, hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu ta. Người yêu hỡi anh ơi anh có nghe, mùa ân thánh muôn chim hót gần xa, ngạt ngào hương trái xương vỡ quê, anh thấy mặt em để cho anh nghe em giọng nói, dáng em yêu núi đôi vượt xa, hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy chẳng hề phai. Nguyện yêu anh, thương anh trọn kiếp. Hứa yêu em khi vui lúc buồn. Đường đời kia bên nhau vai sánh vai. Chẳng lo chi khi ta có tình yêu. Và bên ta Chúa luôn dìu dắt. Chúa bên ta. Sao còn ngại chi, hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu ta, hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu ta, hãy yêu như Ngài yêu ta.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, trong thánh lễ hôm nay chúng ta không chỉ chứng kiến việc anh Tiến và chị Quyên kết ước với nhau để làm thành vợ chồng, mà chúng ta còn cử hành bí tích rửa tội cũng như thêm sức cho chị Quyên, bởi vì cho đến giờ phút này thì chị Quyên đang là một sự tòng. Vì thế, trước khi chúng ta bước vào thánh lễ, tôi sẽ thẩm vấn chị Quyên về ý muốn gia nhập đạo của chị. Chị Anna Quyên, chị xin gì cùng hội thánh? Thưa, con xin đức tin. Đức tin sinh ơn ích gì cho chị? Thưa, đức tin đem lại cho con sự sống đời đời. Sự sống vĩnh cửu là chị nhận biết Thiên Chúa thật và đấng người sai đến là Đức Giêsu Kitô. Vì chưng Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết và được Thiên Chúa đặt làm nguồn mạch sự sống và chúa tể mọi loài hữu hình và vô hình. Sự sống ấy hôm nay chị đã không xin cùng với bí tích rửa tội nếu chị đã không biết Đức Kitô và không muốn trở nên môn đệ của Người. Vậy trước đây chị đã nghe lời Người, đã muốn tuân giữ giới răn của Người, đã sống trong tình huynh đệ và cầu nguyện. Để trở thành người Kitô, chị đã làm tất cả những điều ấy chưa? Thưa, con đã làm. Xin hỏi người đỡ đầu, bà nhận đỡ đầu cho người chịu phép này trước mặt Thiên Chúa, bà xét người này hôm nay có xứng đáng được chấp nhận cho lãnh nhận các bí tích gia nhập Kitô giáo? Thưa, có. Bà đã làm chứng cho người chịu phép này. Bà có sẵn sàng dùng lời nói và gương sáng tục giúp đỡ người này phụng sự Đức Kitô không? Thưa Cha, con có ạ. Lạy Chúa Cha nhân từ, chúng con cảm tạ Chúa thay cho tôi tớ Chúa đây đã đi tìm kiếm Chúa và được Chúa kêu gọi bằng nhiều cách. Hôm nay trước mặt hội thánh, người này đã đáp lại tiếng Chúa gọi. Vậy giờ đây, xin Chúa đoái thương cho người này được hân hoan thấy Chúa hoàn tất ý định yêu thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa. Chung quanh anh Anton, Lại Văn Tiến và chị Anna Lê Thị Quyên, trong ngày họ quyết định lập gia đình. Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy, chúng ta lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn khoản van nài Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận, ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, cho người thiên tân. Chúng con là người Chúa. Chúng con chung tụng Chúa. Chúng con ở đây Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chúa xóa tội trần gian.
Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa cử về yêu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa. Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con cầu khẩn và đoái thương bảo trợ những định chế Chúa đã thiết lập, hầu lưu truyền nòi giống nhân loại, để sự gì được Chúa kết hợp cũng được Chúa trợ giúp cho bền vững. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán: chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam, có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá biển, hãy làm chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. Đó là lời Chúa. Ân lòng
cháu người đông đúc như sao sao, an vui đến muôn ngàn đời. Vì hôm nay người tình sở chung đang đi trên đường quang minh thiên chung, người hướng về nơi đây người tạo nên hòa. Bài trích thơ của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng người. Anh em đừng có dập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành, nhưng thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình, nhiệt thành, không trễ lại. Lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa, hãy vui mừng vì có niềm hy vọng. Cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa. Vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác. Hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người. Đó là lời Chúa. Anh chị em và ông cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có những người Pha-ri-siêu đến gần Chúa Giêsu để thử người. Họ nói: người ta có được phép ly dị vợ mình vì bất cứ lý do gì không? Người đáp lại: các ông chẳng đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, tạo hóa đã dựng nên con người có nam, có nữ và Ngài phán: bởi thế, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Như thế, họ không còn là hai nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly? Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, ơi lời Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, khi nói đến hôn nhân công giáo,
thì thường những người ngoại đạo hay có một nhận xét: người có đạo không được phép ly dị, hay là bên đạo không cho ly dị. Đó là một cái nhận xét rất là đúng. Tuy nhiên thì cái lý do để bên đạo không cho ly dị lại là một lý do rất là sâu xa. Không phải là giáo hội không cho ly dị, hay là các cha không cho ly dị, hay là bố mẹ không cho ly dị, mà là Thiên Chúa không cho ly dị. Ngay từ ban đầu khi dựng nên người nam và người nữ, Thiên Chúa đưa họ đến với nhau để trở thành vợ chồng, để làm thành gia đình và để nên một xương một thịt. Và khi mà đưa người nam và người nữ đến với nhau thì không chỉ là chuyện gắn kết hai người khác phái, mà còn muốn họ đồng hành với nhau, để nâng đỡ nhau, để chia sẻ cho nhau và để cùng nhau hướng về cái đích. Đích đó, đó là cộng tác vào với Thiên Chúa trong việc sáng tạo ra những công trình mới, đó là những người con cái. Nâng đỡ, yêu thương, sinh sản con cái và giáo dục chúng như ý của Thiên Chúa, đó là điều được Thiên Chúa định ngay từ ban đầu. Và khi mà chính Thiên Chúa muốn người nam và người nữ đến với nhau thì không phải chỉ là một ý muốn xảy ra trong chốc lát, mà nó là ý muốn tồn tại cho đến tận thế. Và ý muốn đó được gọi thành một cái từ rất quen thuộc, đó là thiên luật, hay là luật của trời. Thiên Chúa còn có tên gọi khác là ông trời mà. Thế thì khi mà ông trời đã ra luật thì thử hỏi con người có thể thay đổi luật của ông trời không? Thưa không. Đơn giản như chúng ta đang sống trong những thời tiết của mùa trong năm: xuân, hạ, thu, đông. Đó là luật mà ông trời định ra cho vũ trụ này. Con người ta dù cố gắng đến mấy, dù tài năng đến mấy, cũng không thể nào thay đổi được cái luật trời này. Hoặc là bất cứ ai cũng đều phải trải qua cái chết, như một cái quy luật tất yếu: sinh, lão, bệnh, tử. Cho dù người ta cố gắng đến bao nhiêu đi nữa thì cũng không ai vượt ra khỏi được cái luật trời này cả. Thế thì cái luật mà ông trời đặt cho người nam và người nữ để họ gắn kết với nhau đến trọn đời, đó là một cái luật rất là tốt lành, không phải vì Ngài mà vì con người chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta sống theo một cái luật và chúng ta ý thức về một điều luật thì chúng ta sẽ cố gắng. Cái sự cố gắng của con người là điều rất là quan trọng. Thiên Chúa ban luật cho người nam và người nữ không chỉ vì họ, mà còn vì con cái của họ nữa. Trong một gia đình mà chỉ có bố hoặc chỉ có mẹ, đứa trẻ sẽ không được giáo dục một cách đầy đủ. Mấy ngày hôm nay chúng ta đang theo dõi cái sự kiện một cô bé 8 tuổi bị hành hạ cho đến chết. Và cái người hành hạ đó, đó là người tình của cha. Nói theo một cách nào đó gọi là dì ghẻ. Hai vợ chồng sống với nhau được hai mặt con, rồi chia tay. Đứa con trai bé ở với mẹ, đứa con gái lớn 8 tuổi ở với bố. Bố thì bận rộn đi làm suốt ngày, để cho cô con gái 8 tuổi cho người yêu của mình chăm sóc và dạy dỗ. Thế nhưng bởi vì nó không có tình mẫu tử, cho nên không có tình thương ở đó.
dạy con của chồng bằng roi mây. Nát cái roi mây rồi thì làm cả một khúc gỗ to, đánh đứa bé đến tím bầm cả lưng, phù phổi và tử vong. Đấy là hậu quả của ly dị đấy. Thế thì bây giờ người bố và người mẹ khi nghĩ lại cái việc làm của mình và cái hậu quả mà đứa con nó phải gánh chịu thì sẽ là thế nào? Sự cắn rứt lương tâm nó sẽ xảy ra không phải trong một thời gian mà cho tới già. Một đứa trẻ nó cần có cha, có mẹ. Nó cần có sự mạnh mẽ của người đàn ông và cái sự nhẹ nhàng cũng như tình yêu ôm ấp của người mẹ. Phải có đủ cả nó mới phát triển thành một con người toàn diện. Chưa kể đến cái chuyện đó là con anh, con tôi, con chúng ta. Bây giờ những chuyện như vậy nhiều lắm. Nhất là thỉnh thoảng chúng ta lại thấy mấy cô người mẫu, mấy anh chị diễn viên khoe cái chuyện bỏ chồng bỏ vợ để lấy người khác, mà họ xem ra rất là tự hào về việc làm của mình và còn biện minh cho cái việc dạy dỗ con cái nữa. Họ trưng lên những cái bức hình, những bức hình xem ra có vẻ rất hạnh phúc. Thế nhưng mà không, cái sâu xa qua cái sự kiện chia rẽ vợ chồng thì con cái là những đứa phải chịu hậu quả. Hậu quả lớn lắm. Nhất là những đứa trẻ nó chưa phân biệt được tay phải với tay trái, nó chưa phân biệt được tốt với xấu. Và những đứa trẻ đó khi lớn lên nó sẽ bị thiếu rất nhiều. Cho nên khi mà Thiên Chúa ban luật về sự trung thành nơi vợ chồng thì Thiên Chúa không chỉ giúp họ cố gắng mà còn hướng đến chính tương lai của họ nữa, là lũ cháu đàn con. Bao giờ cũng vậy. Và còn hướng đến sự tồn tại của xã hội. Bởi vì làm sao? Bởi vì gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình là tế bào của xã hội. Và khi mà cái tế bào nó có vấn đề thì rõ ràng chúng ta thấy cái tổ chức đó sẽ có vấn đề. Trong khoảng hơn 2 năm nay, cả thế giới đang phải vật lộn với virus corona. Và cái cách thức của virus corona đó là nó tiêu diệt tế bào của con người. Chỉ cần một tế bào bị thay đổi cấu trúc thôi thì nó sẽ kéo theo đủ thứ cả. Những căn bệnh ung thư mà chúng ta phải đối diện, nó là sự xuất phát từ sự biến đổi tế bào nơi con người chúng ta. Gia đình là tế bào của xã hội, mà nhiều cái tế bào nó cứ lăng nhăng lung tung thì rõ ràng xã hội không thể nào phát triển tốt lành được. Mà để con người tiến lên và hoàn thiện chính mình thì phải trong một xã hội. Thế nhưng trong một cái xã hội mà nó cứ lung tung thì rõ ràng con người sẽ không có tương lai. Cho nên cái luật mà Thiên Chúa đặt ra nơi người vợ, người chồng với cái bổn phận trung thành, nó có một cái sự ảnh hưởng rất lớn và nó mang lại một cái hiệu ứng cho tương lai lâu dài. Vì thế mà mỗi khi người nam và người nữ đến với nhau thì họ phải xác định không phải gắn kết với nhau cho tới khi đầu bạc răng long. Hôm rồi có người nói với tôi rằng khi mà lấy vợ thì ông chú của vợ hỏi cháu sẽ yêu cháu gái của chú đến khi nào? Chàng rể tương lai bảo rằng đến khi đầu bạc răng long. Khi mà nói xong thì ông bảo rằng ông chú này bị hớ. Lý do là bởi vì đầu bạc hết rồi, răng toàn bộ răng giả hết. Thế mà bây giờ cũng được hơn 40 năm rồi. Nếu mà đến khi đầu bạc răng long thì không phải là ràng buộc hôn nhân công giáo, mà tới khi vào quan tài. Một trong hai người vào quan tài thì bấy giờ mới hết sự ràng buộc. Và đó là luật của Chúa. Tuy nhiên, để sống được cái sự ràng buộc này thì cần phải có ơn Chúa.
Cho nên những người trong đạo là những người luôn được mời gọi dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Cầu nguyện để xin Chúa nâng đỡ, cầu nguyện để xin Chúa ủi an, cầu nguyện để xin Chúa chúc lành, cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ khi vui cũng như lúc buồn, khi giàu có cũng như khi gặp hoạn nạn, khi khỏe mạnh cũng như khi đau yếu, và khi mà có sự rạn vỡ trong chính mối liên hệ vợ chồng. Trong mọi hoàn cảnh đều dâng lên Chúa lời cầu nguyện, như lời Thánh Phaolô nói trong thư gửi tín hữu Roma: anh em hãy chuyên cần dâng lên Thiên Chúa lời cầu xin khẩn thiết. Và cùng với lời cầu xin thì giáo hội, đặc biệt là lời Chúa nói với chúng ta rằng mỗi người đều phải cố gắng. Bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô nói rằng hãy coi người khác trọng hơn mình. Coi người khác trọng hơn mình tức là gì? Tức là làm cho mình nhỏ xuống. Đấy là trong cộng đoàn chung. Còn riêng trong đời sống gia đình thì nó lại rất là cần thiết. Người chồng mà coi người vợ trọng hơn mình, người vợ mà coi người chồng trọng hơn mình, thì người ta không chỉ sống cho mình mà sống cho người bạn đời của mình. Tôi đang tiếp một cái trường hợp hôn nhân gia đình. Hai ông bà này sống với nhau đến nay là hơn 30 năm rồi. Đấy, nhưng mà tự nhiên thì ông một niêu, bà một niêu, và không ở chung với nhau được nữa. Và cái lý do nó rất là đơn giản. Đó là cái gì ông cũng đúng. Từ cái chuyện dọn nhà, từ cái chuyện kê cái đồ trong nhà, từ cái chuyện mua sắm đồ đạc trong nhà, cho đến cái chuyện làm đồng, trồng cây. Sống với nhau hơn 30 năm rồi mà bảo với con cái rằng tao lấy mẹ mày bây giờ là một sự nhầm lẫn. Chúa con ơi, 30 năm rồi mà bây giờ mới bảo là nhầm lẫn. Cái gì nó cũng không biết. Đây, nhưng mà hóa ra khi xem xét lại những cái việc làm của ông ấy thì nó không phải như vậy. Lúc nào cũng nghĩ rằng mình đúng còn người kia sai. Không nhận cái sai về mình, tức là không coi người khác trọng hơn mình, thì nó dẫn đến như vậy. Trong gia đình, khi mà chồng nói vợ nghe, tức là có sự tôn trọng. Vợ nói chồng nghe, tức là có sự tôn trọng. Và gì nữa, hai người cùng nói thì chẳng ai nghe. Cho nên Thánh Phaolô bảo rằng hãy coi người khác trọng hơn mình, và hãy chú tâm đến những điều tốt lành nhất. Đó chính là sự cố gắng của mỗi người, đặc biệt là người vợ và người chồng. Thế còn người Việt Nam của chúng ta, trong các cái lời ca dao tục ngữ thì lại có những lời nhắn nhủ rất là tuyệt vời. Chồng em áo rách em thương, chồng người áo gấm sông Hương mặc người. Chứ về nhà lại cứ đay nghiến ông chồng, lại thấy chồng mình không tài bằng chồng người ta, lại thấy chồng mình không ga lăng bằng chồng người ta, thế là buồn. Có những người chia sẻ với tôi về cái ông chồng của mình. Tôi hỏi ra thế vấn đề là ở chỗ nào? Ông có cờ bạc không? Bảo không. Ông ấy có rượu chè say sưa không? Bảo không. Ông ấy có đi với người phụ nữ khác không? Bảo không. Bảo thế thì có vấn đề gì mà kêu ông ấy? Bảo là chả khen được câu nào cả. Sống với nhau 20 năm rồi mà chả khen được câu nào cả. Thiếu cái lời khen mà cũng bị kêu. Thế còn khi mà người chồng nói về người vợ của mình thì lại có một cái đoạn, tôi không biết là gọi là thơ hay là vẻ: lỗ mũi 18 gánh lông, chồng yêu chồng bảo, cái gì các chị nhỉ? Tơ hồng trời cho. Nằm ngủ thì gáy o o, chồng bao, chồng yêu chồng bảo, bảo cái gì? Tiến, gáy cho vui nhà. Đi chợ thì hay ăn quà, chồng yêu chồng bảo, về nhà đỡ cơm.
rất là tuyệt vời. Nó xem ra như là cái chuyện vui thôi, đấy nhưng nó là cái tình yêu rất lớn mà người vợ và người chồng dành cho nhau. Sự cố gắng của hai người coi người khác trọng hơn mình và hướng đến cái đích chung sẽ làm cho cái sự gắn kết vợ chồng được bền vững như ý Chúa muốn. Và đương nhiên, khi mà Thiên Chúa chứng kiến cái những người vợ, người chồng làm như vậy, Ngài sẽ trợ lực và chúc lành. Hôm nay chúng ta hiện diện ở đây để cùng với anh Anton Lại Văn Tiến và chị Anna Lê Thị Quyên dâng lên Chúa lời tạ ơn. Tạ ơn bởi vì nhờ ý định của Thiên Chúa mà họ đến được với nhau. Nhờ ý định của Thiên Chúa mà họ vượt những chặng đường rất dài để gắn kết với nhau và làm thành vợ chồng. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho họ để cái sự kết ước mà họ thề hứa với nhau ngày hôm nay được họ luôn nhớ, luôn nhắc nhau và thực hành trong đời sống gia đình mà họ sẽ thiết lập từ ngày hôm nay. Cách riêng với chị Anna Lê Thị Quyên thì hôm nay chị còn được thanh tẩy mọi dấu tích của tội tổ tông, gọi là tội Adam và Eva. Chị cũng được thanh tẩy mọi tội riêng, mọi tội mà chị phạm từ khi cho có trí khôn cho tới ngày hôm nay, để trở thành người con cái của Chúa, để trở thành một thành viên của giáo hội, có mọi quyền lợi của một người công giáo, tức là được lãnh nhận các bí tích, và cũng có mọi nghĩa vụ của một người công giáo, đó là làm một người công giáo tốt. Không chỉ có lãnh nhận các bí tích và ơn thánh qua việc rửa tội, và chị Quyên còn được lãnh nhận đầy tràn Chúa Thánh Thần qua việc thêm sức. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu, và chị Quyên sẽ phải có một cái sự cố gắng trong suốt quãng đời còn lại để sống với tư cách là một người Kitô hữu và là một người công giáo tốt. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, cách riêng cho đôi bạn trẻ này và cho chị Anna Lê Thị Quyên, để anh chị và gia đình hai bên luôn tìm thấy niềm vui, luôn tìm thấy sự hỗ trợ, luôn tìm thấy sự nâng đỡ nơi bạn bè, nơi người thân và đặc biệt là nơi ơn thánh của Chúa. Giờ đây chúng ta cùng cử hành phép rửa tội cho chị Quyên cùng với phép thêm sức. Bà con đoàn chúng ta đứng. Chúng ta cầu nguyện cho người chị em thân yêu của chúng ta xin lãnh nhận các bí tích của Chúa Kitô và cùng cầu cho tất cả chúng ta là những người tội lỗi, để khi tiến đến gần Chúa Kitô với tâm hồn tin tưởng và thống hối, chúng ta được luôn luôn tiến bước trong đời sống mới. Chúng ta cầu xin Chúa đoái thương khơi lại và đốt lên trong tất cả chúng ta tâm tình thống hối chân thật. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta là những kẻ đã nhờ bí tích rửa tội mà chết cho tội lỗi và được Chúa Kitô cứu thoát, có thể bày tỏ ơn Chúa ra bên ngoài. Chúng ta cầu xin Chúa cho tôi tớ Chúa đây là người đã tin tưởng vào tình thương của Chúa và có lòng thống hối, được sẵn sàng ra đón Chúa Kitô đấng cứu thế. Chúng ta cầu xin Chúa cho kẻ theo Chúa Kitô đấng xóa tội trần gian, không lây nhiễm tội lỗi và thoát khỏi áp lực thế gian. Chúng ta cầu xin Chúa cho tôi tớ Chúa đây được Chúa Thánh Thần thanh tẩy và nhờ người dẫn dắt được hướng tới sự thánh thiện hoàn toàn. Chúng ta cầu xin Chúa cho tôi tớ Chúa đây nhờ bí tích rửa tội được mai táng với Chúa Kitô, được chết cho tội lỗi và luôn luôn sống cho Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa cho người này khi tiến đến cùng Đức Chúa Cha được mang lại nhiều hoa trái thánh thiện và bác ái. Chúng ta cầu xin cho toàn thể thế giới sau khi đã được Chúa Cha trao phó con yêu quý của Người làm đấng cứu chuộc, biết tin tưởng vào tình yêu của Người và biết trở về với tình yêu ấy.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã sai con một Chúa đến giải thoát con người nô lệ tội lỗi và cho sống trong tự do của con cái Chúa. Chúng con khiêm tốn nài xin Chúa cho tôi tớ Chúa đây, khi đã nghiệm thấy những quyến rũ của trần gian và mưu mô ma quỷ cám dỗ, biết tự nhận mình là kẻ tội lỗi trước mặt Chúa. Xin Chúa cứu người này khỏi quyền lực tối tăm, và khi đã lãnh nhận ơn Đức Kitô, xin luôn luôn gìn giữ tôi tớ Chúa trên đường đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin Chúa Kitô đấng cứu thế ban sức mạnh của người cho chị, để chỉ ơn ấy tôi sức giàu cứu rỗi cho chị trong Đức Kitô Chúa chúng ta, đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta ngồi. Anh chị em thân mến, chúng ta nài xin Thiên Chúa Cha toàn năng thương đến tôi tớ Chúa đây là Anna Quyên đang xin lãnh nhận bí tích rửa tội. Chính người đã kêu gọi và dẫn đưa chị tới giờ này, thì xin người ban cho chị ánh sáng và sức mạnh để chị nhiệt tâm gắn bó với Chúa Kitô và tuyên xưng đức tin của Hội Thánh. Cũng xin Chúa Thánh Thần đến đổi mới chị. Chúa Thánh Thần là đấng mà chúng ta sẽ nài xin trên nước này. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho sức mạnh Chúa Thánh Thần, nhờ con Chúa xuống trên nước này, để khi mọi người nhờ bí tích rửa tội đã được an táng cùng Chúa Kitô hầu chết cho tội, thì cũng được phục sinh cùng với người trong sự sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con đưa mít cho chị. Anna Lê Thị Quyên, để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa, chị có từ bỏ tội lỗi không? Thưa, con từ bỏ. Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, chị có từ bỏ những quyến rũ bất chính không? Thưa, con từ bỏ. Chị có từ bỏ ma quỷ là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi không? Thưa, con từ bỏ. Anna Lê Thị Quyên, chị có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Thưa, con tin. Chị có tin kính Chúa Giêsu Kitô con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Thưa, con tin. Chị có tin kính Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Thưa, con tin ạ. Nghiêng đầu vào đây, đặt tay lên vai, đặt tay lên vai. Anna Lê Thị Quyên, tôi rửa chị nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã tái sinh chị bởi nước và Chúa Thánh Thần và đã giải thoát chị khỏi tội lỗi. Chính người sức giàu cứu độ cho chị để sau khi nhập đoàn với dân người, chị mãi mãi làm chi thể của Đức Kitô, là tư tế, tiên tri và vương đế đến cõi sống đời đời. Anna Lê Thị Quyên, chị đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô. Chị hãy nhận lấy chiếc áo trắng này
và hãy mang lấy và giữ nó tinh tuyền cho đến khi ra trước tòa Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, để chị được sống muôn đời. Chiếc áo trắng này là dấu chỉ cho sự trong sạch mà nhờ việc đổ nước qua bí tích rửa tội, chị được tha thứ và tẩy rửa mọi tội lỗi, tội tổ tông truyền cũng như những tội riêng. Người đỡ đầu hãy tiến lại trao nến sáng cho người tân tòng đây. Ok thôi. Anna Lê Thị Quyên, chị đã trở nên ánh sáng Chúa Kitô. Chị hãy luôn luôn sống như con cái sự sáng để được bền vững trong đức tin. Khi Chúa đến, chị xứng đáng ra nghênh đón người cùng với toàn thể các thánh trên trời. Chị đã được tái sinh trong Chúa Kitô, được trở nên chi thể và thành phần dân tư tế của người. Giờ đây, chị còn phải lãnh nhận Chúa Thánh Thần đã ngự xuống tràn đầy trên chúng tôi. Chúa Thánh Thần đã ban cho các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần. Chính các tông đồ và các đấng kế vị lại ban cho những người đã được rửa tội. Vậy chị cũng hãy lãnh nhận sức mạnh Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa đã hứa ban, để nhờ đó một khi trở nên giống Chúa Kitô hơn, chị làm chứng về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa và trở thành chi thể hoạt động của Hội Thánh, hầu xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô trong đức tin và đức mến. Anh chị em thân mến, chúng ta cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng đoái thương ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên người tân tòng đây, để Chúa Thánh Thần dùng ân huệ dồi dào của người làm cho người tân tòng này nên vững mạnh và sức giàu, để người tân tòng này nên giống Chúa Kitô, con Thiên Chúa. Mời cộng đoàn chúng ta đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh tôi tớ Chúa đây bởi nước và Thánh Thần. Khi giải thoát người này khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa xin ban Chúa Thánh Thần đấng an ủi đến trong người này. Xin ban cho người này thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức. Xin ban cho người này đầy ơn kính sợ Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anna Lê Thị Quyên, hãy lấy nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa cùng con. Ở cùng cha. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa mới cử hành bí tích rửa tội và bí tích thêm sức cho chị Anna Lê Thị Quyên. Kể từ giờ phút này, chị Anna Lê Thị Quyên là người công giáo, là người có đức tin, là người có mọi quyền lợi của một người công giáo, tức là được tham dự các nghi lễ, được lãnh nhận các bí tích và cũng có mọi nghĩa vụ của một người công giáo, đó là làm sáng danh Chúa và xây dựng xã hội. Chúng ta cùng chào đón người chị em của chúng ta bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Và cộng đoàn chúng ta ngồi. Anh chị thân mến, anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của anh chị được củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích rửa tội mà thánh hiến anh chị. Bởi vậy, trước mặt Hội Thánh, tôi hỏi anh chị về ý định của anh chị. Anh Anton Lại Văn Tiến và chị Anna Lê Thị Quyên, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa con không ạ. Thưa con không ạ. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban
và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập giao ước hôn nhân, anh chị hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Anton Lại Văn Tiến, nhận em Anna Lê Thị Quyên làm vợ của anh và hứa giữ lòng chung thủy với em. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi người suốt đời anh. Em là Anna Lê Thị Quyên, nhận anh Anton Lại Văn Tiến làm chồng và hứa giữ lòng chung thủy với anh. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa lấy lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận anh chị vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa, tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà anh chị trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Anna Quyên, xin em hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh, nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Anh Anton Tiến, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ và lòng chung thủy của em, nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Cái nhẫn là dấu chỉ của cái gì? Dấu chỉ của cái gì? Của tình yêu và lòng chung thủy. Không được mang nhẫn đi đánh bạc đâu nhé. Cũng không được mang nhẫn đi uống rượu đâu. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa mới chứng kiến anh Tiến và chị Quyên nói rất là rõ ràng, dõng dạc, không có sai chỗ nào cả. Và họ đến với nhau hoàn toàn xuất phát từ tình yêu với lòng tự do. Cho nên bí tích mà họ cử hành với nhau hôm nay đã thành sự. Là người đại diện của giáo hội, tôi xin tuyên bố kể từ giờ phút này, anh Anton Lại Văn Tiến và chị Anna Lê Thị Quyên chính thức và trở thành vợ chồng của nhau trước mặt Chúa. Chúng ta cùng chúc mừng cho họ bằng một tràng pháo tay.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta. Lạy Chúa, chúng con này xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lề luật thánh thiện của hôn nhân, và xin Chúa tận tình chăm sóc công cuộc chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc. Thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã dùng ách hòa thuận êm ái và mối gây bình an không thể tháo gỡ, mà ràng buộc giao ước hôn nhân, để sự phong phú trong trắng của đời sống vợ chồng làm tăng số các nghĩa tử Chúa. Lạy Chúa, do sự quan phòng và nhờ ân sủng, bằng những cách thức hết sức kỳ diệu, Chúa định lề lối cho cả hai điều này là cho muôn vật được sinh sản để điểm tô thế giới, và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa càng đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tụng đấng dành Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Anton Lại Văn Tiến và chị Anna Lê Thị Quyên mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha tỏa hoàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dành Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chừa cám dỗ, nhưng cứu chúng con. Anh chị em thân mến, chúng ta khẩn khoản nài xin Chúa nhân từ tuôn đổ phúc lành và ân sủng trên các tôi tớ Chúa vừa kết hôn trong Đức Kitô. Xin cho những người Chúa vừa liên kết bằng giao ước thánh được hòa thuận thương yêu nhau. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu của vũ trụ, cũng như tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một trợ tá bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phân ly điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên một. Lạy Chúa, Chúa đã dùng mầu nhiệm cao cả mà thánh hiến sự phối hợp vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân, Chúa báo tước bí tích của Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa người nữ được kết hợp với người nam, và Chúa ban cho xã hội Chúa thiết lập lúc khởi đầu này được hưởng phúc lành, là phúc lành duy nhất đã không bị hình phạt do tội nguyên tổ lẫn bản án đại hồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến tôi tớ Chúa đây, đã kết hợp với nhau làm thành cộng đoàn phu thê, đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa mãi mãi chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho nữ tỳ Chúa là chị Anna Lê Thị Quyên được ơn biết sống yêu thương thuận hòa, luôn noi gương các thánh nữ được tán dương trong Thánh Kinh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người bạn bình đẳng, đồng hưởng ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Vậy giờ đây, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây được kiên trì gắn bó với đức tin và các huấn lệnh của Chúa, và khi biết chung thủy kết hợp với nhau, họ nêu gương đời sống vẹn toàn, để khi được sức mạnh tin mừng củng cố, họ sẽ nên nhân chứng tốt lành của Chúa Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ nhân đức, cả hai được nhìn thấy con cái cháu chắt,
Và sau cùng, khi đạt tới tuổi già mong ước, họ được về nước trời hưởng cuộc sống của những người được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin cho việc hòa bình và máu Thánh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con sắp lên nhận đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô. Xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây tri ân Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc tri ân Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời. Xin mình và máu Thánh Chúa Giêsu Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời. Bye.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ quyền lực của hy lễ này, xin Chúa lấy lòng ưu ái thánh thiện theo dõi những định chế Chúa đã quan phòng thiết lập, để những người Chúa cho liên kết thành một cộng đoàn thánh thiện và đã bổ dưỡng bằng cùng một bánh và cùng một chén, cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu ý hiệp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ anh chị hòa thuận thương yêu nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng anh chị và mãi mãi lưu lại trong nhà anh chị. Xin cho anh chị được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Xin cho anh chị nên nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy anh chị nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp anh chị vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy nói với tôi, để được nghe tiếng thơm ngọt ngào. Tình yêu đó đã biến hồn tôi, để từ nay hiến thân vì người.
bạn tình ơi, đây mùa hạnh phúc để Thiên Chúa thương ban ơn trời. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy. Chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy, để tình yêu được tràn đầy.